tao hỏi mày đang đâu. Tiếng cánh sông ở bên đường đắp gấp gấp trả lời là đang sâu. Có thằng anh thì chấp hành tốt ra sớm nói chuyện như đang vâu. Trên bàn nhậu nó kể hồi đó chỉ vì vài ánh nhìn mà bêm nhau. Có thằng kiếm cơm bằng xe đai lang thang ở biên giới dù đêm thâu. Có thằng mất đi anh chị em cần bia và rượu để quên đâu. Yeah, tao lớn lên từ đường hẻm nơi không dễ dàng để tin nhau. Tao biết hết ngõ ngách tầng lớp thấp nơi không ai muốn vào thêm sâu. Mấy thằng trẻ còn chưa đầy 20 nhưng số với nó chém nhiều hơn số tuổi. Mục tiêu chạy vợt đó còn đang tươi nhưng cái tôi lớn kêu nó cố đuổi. Mắt nó chừng như thể chơi gầm, dùng nhà thờ Đức Mẹ Quan Âm. Dùng bạo lực để tạo ra luật, quyền lực là thứ mà nó quan tâm. Đời tẩy chay vì nó dính án, đối với tao tụi nó là bạn. Tao thấy được lý do nó làm đằng sau câu chuyện mà nó dính dáng. Xưa nó vẫn cùng tao đến trường, thầy cô khen tương lai nó sáng. Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi chỉ vì một lần nó đeo khăn tang. Thằng tốt tính nhưng ba mẹ mất sớm vì chất kích thích nên phải vào đời. Thằng thì anh em ngã xuống với dao kiếm hận thù nên lao đầu vào cuộc chơi. Thằng bị anh hiếp ám ảnh từ nhỏ nên thích vùng đám đến không thành trò cười. Thằng thì đó đang bán gia bại sản cha mẹ từ mặt nên thành bụi đời. Thằng thì tâm lý tan nát vì tội mỗi đêm dằn vặt đọc kinh sám hối. Thằng thì vẫn chưa nhìn thấy được ngày ra vì một phút bốc đồng để cảm xúc lên ngôi. Thằng thì vốn không còn lựa chọn nào đành bước chân vào để được tồn tại. Thằng thì chỉ mong tìm lại được yên bình như những ngày bé để không chọn sai. Gọi thằng anh để tránh cái án trong sớm tao hỏi mày đang đâu. Tiếng canh sông ở bên đường đắp gấp gáp trả lời là đang sâu. Có thằng anh thì chấp hành tốt ra sớm nói chuyện như đang vâu. Trên bàn nhậu nó kể hồi đó chỉ vì vài ánh nhìn mà bêm nhau. Có thằng kiếm cơm bằng xe đai lang thang ở biên giới dù đêm thâu. Có thằng mất đi anh chị em cần bia và rượu để quên đâu. Yeah, tao lớn lên từ đường hẻm nơi không dễ dàng để tin nhau. Tao biết hết ngõ ngách tầng lớp thấp nơi không ai muốn vào thêm sâu. Thằng thì đi tắm sông chung bầy này sảy chân té vào tai người âm. Thằng hưởng dương trong khuôn viên trường nên nó sống mai tuổi 15. Thằng bước ra sau phiên phúc thẩm chỉ cười rồi nói là thua rồi. Thằng có tiền còn sống không thọ thì thằng thiếu thốn thường đua đòi vậy thôi. Đất chật người ngông, cha nó lấy bạo lực làm nôi nên nó không thích sống kiếp làm công. Hai chữ gia đình sẽ làm đôi, nó bỏ nhà đi bụi đời. Ra đường làm con tốt hay ra đường để làm con tốt, thì cặp mắt này mù vì dù vừa sống đất cần nhìn trước sau. Nó chưa từng có ước ao ngoài việc thoát khỏi bản chất của một thằng ù lì. Điểm cuối cuộc đời hên xui như chơi quặng tù xì. Cây bo cũng chỉ để gõ nếu ở đó nó được gọi là cô nhân. Lanh nhanh trước khi đột ngột qua để nó không định đánh anh đâu mà là tới cắt nhượng móc ruột lột da. Anh liều một pha cho má có vốn mở sạp bán bánh canh rồi ra đầu thú theo lệnh, theo lệnh triệu tập của 113. Yeah.